kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 24 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Đoàn khảo sát đề tài cấp nhà nước về phát triển lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Huyện Tiên Lữ tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận bảo vật quốc gia bệ thờ đất Nung đền Na Xá và khai hội Đậu An năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công lĩnh vực giao thông. Đoàn viên thanh niên huyện Khóa Châu xung kích trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Cảnh báo tình trạng đuối nước ở trẻ em khi dịp nghỉ hè đang đến gần. Sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn khảo sát đề tài cấp nhà nước, những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới, do đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ nhiệm đề tài, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên rất vui mừng khi được đoàn khảo sát về khảo sát thực tế để thu thập các thông tin, luận cứ, luận chứng, phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học. Tỉnh ủy Hưng Yên nhận thức rất rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp thêm cơ sở thực tiễn, luận cứ khoa học để tiếp tục phát triển và hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thông qua đánh giá thành tựu và những kết quả đạt được trong 40 năm đổi mới. Từ đó, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chủ trương, đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối thoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có cơ hội để củng cố hơn nữa nhận thức, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ đó quán triệt, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn của địa phương. Tại hội nghị, Thượng tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh về mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài nhằm hướng tới tìm ra những kiến giải khoa học sáng tạo, thực sự có tính mới về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta từ thực tiễn phong phú tại các đơn vị địa phương trên cả nước. Do đó, bên cạnh các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, khảo sát thực tiễn quốc tế xây dựng chủ nghĩa xã hội, đề tài đã tiến hành khảo sát thực tiễn tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có mô hình phát triển kinh tế xã hội xây dựng chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, những thuận lợi khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở tỉnh Hưng Yên từ khi tái lập đến nay. Một số vấn đề về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của đảng, chính quyền, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở Hưng Yên, những thành tựu trong nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn Hưng Yên và kiến nghị đề xuất. Trong 26 năm sau tái lập tỉnh, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế của tỉnh Hưng Yên vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2022 tăng trên 10% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng GDP của cả nước. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng phát biểu bổ sung thêm một số vấn đề trong nội dung kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí nhấn mạnh về quá trình phát triển kể từ khi tái lập tỉnh cùng những định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Hưng Yên trong tương lai, đặc biệt là những đột phá về giao thông, đột phá về phát triển các khu, cụm công nghiệp, thu ngân sách. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với đoàn khảo sát về những thuận lợi, lợi thế của Hưng Yên khi các doanh nghiệp đầu tư vào, những kết quả nổi bật trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh về đột phá trong phát triển đô thị của Hưng Yên trong giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đến năm 2037, Hưng Yên sẽ đô thị hóa trên 80% và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến cải cách thể chế và chính sách như rút ngắn thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, ủy quyền cho cấp tỉnh quyết định thực hiện một số nhiệm vụ. Trung ương cần ưu tiên cho các tỉnh nhỏ nhưng tự chủ về ngân sách, có điều kiện phát triển nằm trong quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương, không phải sáp nhập, tạo động lực để địa phương có điều kiện tập trung mọi nguồn lực, động lực để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung như lý luận và cơ chế vận hành, quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,
vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Thực hiện nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trong lãnh đạo, quản lý phát triển. Trong đó đặc biệt là các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà nước và người dân trong phát triển kinh tế, xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề về thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật, việc phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng đội ngũ công nhân, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, vấn đề liên kết vùng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên có sự chuẩn bị chu đáo các tài liệu, báo cáo rõ ràng, cụ thể, đáp ứng yêu cầu của đoàn về thu thập thông tin tại địa phương. Những kiến nghị đề xuất của tỉnh Hưng Yên sẽ được đoàn khảo sát tiếp thu, nghiên cứu. Đồng chí đánh giá cao chỉ số phát triển về kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh Hưng Yên, đồng thời nhấn mạnh về vai trò của kinh tế đô thị, cho nên gợi mở một số định hướng để Hưng Yên tập trung nguồn lực cho phát triển đô thị để tương xứng với phạm vi cả nước. Thông tin chi tiết về cuộc làm việc của đoàn khảo sát đề tài cấp nhà nước tại tỉnh Hưng Yên sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự và trao quyết định. Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 10 tháng 5 năm 2023. Trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tân Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên trong quá trình công tác. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu trên cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết, gương mẫu, phát huy năng lực của bản thân, cùng tập thể lãnh đạo Sở Y tế tiếp tục giữ vững thành tích, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các giải pháp, chính sách để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn. Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên thay ông Nguyễn Xuân Hùng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận bảo vật quốc gia bệ thờ đất nung đền An Xá, xã An Viên và khai mạc lễ hội Đậu An năm 2023. Di tích kiến trúc nghệ thuật đền An Xá, thường gọi là đền Đậu An, là một trung tâm văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, duy nhất và lớn nhất của văn hóa đạo giáo còn lại trên mảnh đất Hưng Yên. Đền tọa lạc tại thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Nơi đây tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngũ Lão Tiên Ông cùng các vị thiên tiên, địa tiên. Đây là những người có công khai phá vùng đầm lầy hoang vu, diệt trừ thú dữ, dạy dân cày cấy, lập làng trạ xá, dựng thụy ứng quán để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Di tích hiện còn lưu giữ những di vật tiêu biểu, quý hiếm là tòa tháp đất nung đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào tháng 12 năm 2021 và bệ thờ đất nung hoa sen được đặt tại gian giữa của tòa hậu cung của di tích. Bệ thờ đất nung hoa sen đền An Xá là hiện vật gốc độc bản có từ thế kỷ 16, cao 135 cm, dài 290 cm, rộng 106 cm. Nhìn tổng thể, bệ thờ có dáng như một tòa sen lớn, được cấu tạo bởi nhiều khối đất nung khác nhau. Hình rồng là hoa văn chủ đạo trong các đồ án trang trí trên bệ thờ. Đây là hiện vật gắn liền với di tích ngay từ khi khởi dựng vào khoảng thế kỷ 16, là biểu hiện đặc trưng phong cách nghệ thuật của thời Mạc, làm tôn vinh thêm giá trị lịch sử văn hóa của di tích đền An Xá. Hiện vật này được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia vào ngày 30 tháng 1 năm 2023. Đây là bảo vật quốc gia thứ 7 của tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, huyện Tiên Lữ cũng tổ chức khai mạc lễ hội Đậu An năm 2023. Lễ hội được tổ chức từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch, trong đó 3 ngày, mùng 6, mùng 7, mùng 8 là ngày chính hội. Dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2023, huyện Ân Thi có 195 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng. Trong đó, 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, còn lại là các huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi đảng. Một số địa phương có số đảng viên được tặng huy hiệu đảng nhiều như Đảng bộ xã Xuân Trúc, Hồng Quang, Nguyễn Trãi và thị trấn Ân Thi. Việc trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 năm nay diễn ra trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
là dịp để ghi nhận công lao, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cổ vũ, động viên các đảng viên tiếp tục phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh. Thời điểm này, vải lai chín sớm ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cử đã vào vụ thu hoạch và được thương lái nhiều nơi đến thu mua. Minh Tiến là xã có diện tích trồng vải lớn nhất huyện Phù Cử với 350 ha, năm nay ước thu khoảng 4.000 tấn. Thời điểm này, các diện tích vải lai chín sớm đã bắt đầu cho thu hoạch với giá bán dao động từ 15 đến 20.000 đồng một kg. Vải lai chín sớm của xã Minh Tiến chủ yếu được bán cho các thương lái. Mỗi một năm tớ tiêu thụ có cho bà con ở khu này khoảng tầm độ trên dưới 100 tấn. Thu mua ở cái địa bàn này mà vào trong cái khu vực miền Trung rồi là Hà Nội, các cái chợ đầu mối cũng được đánh giá là cũng là hàng chất lượng được, tốt. Thời điểm đầu vụ, sản lượng vải lai chín sớm còn ít. Chính quyền xã định hướng các hợp tác xã, hộ trồng vải không bán phá giá trong thời điểm thu hoạch, khuyến khích việc thu mua, bao tiêu vải cho bà con và tìm kiếm những thị trường tiêu thụ mới. Hiện nay, nông dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bắt đầu thu hoạch lúa xuân. Theo đánh giá của bà con nông dân, vụ xuân này, thời tiết cơ bản thuận lợi, năng suất lúa đạt cao. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh Hưng Yên gieo cấy trên 25.000 ha lúa. Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa ít sâu bệnh, tỷ lệ hạt chắc cao. Đến nay các địa phương đã bắt đầu thu hoạch lúa xuân là Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi. Đây chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao, năng suất ước đạt trên 2 tạ một sào. Vụ này diện tích giống lúa chất lượng toàn tỉnh đạt gần 70%. Năm nay, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch lấy nước, điều tiết nước, thời vụ, cơ cấu giống, bảo vệ thực vật phù hợp. Trong đó tập trung sử dụng giống ngắn ngày, chủ lực gieo cấy trà xuân muộn. Cùng với đó, các tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, biện pháp canh tác tiên tiến và ứng dụng cơ giới hóa, đặc biệt là công nghệ mạ khay, máy cấy được người dân áp dụng phổ biến đã làm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. Để triển khai hiệu quả và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu các ban sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án, xử lý nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư đất đai, xây dựng, quy hoạch. Thực hiện phương châm có mặt bằng sạch đến đâu, bàn giao ngay cho nhà thầu đến đó. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của từng dự án đầu tư công trên địa bàn mình quản lý. Các nhà thầu phải tập trung đầy đủ nhân lực, phương tiện máy móc, thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo rút ngắn tiến độ thi công ở những vị trí đã có mặt bằng sạch, gắn với nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ khẩn trương thực hiện thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ trên địa bàn. Trong thời gian qua, các đoàn viên thanh niên huyện Khoái Châu đã tích cực trong việc triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Một buổi hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của các đoàn viên thanh niên xã Ông Đình. Sau khi được hướng dẫn, những công dân lớn tuổi này đã hiểu được ý nghĩa, sự tiện lợi của tài khoản định danh điện tử và biết cách thao tác thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại. Đến nay, xã Ông Đình đã có gần 60% công dân được kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử. Bản thân tôi thấy nhận thấy là nó rất tiện lợi, không phải cầm bất kể cái loại giấy tờ gì đi nữa, bất kể đi ra đường, dù giấy phép lái xe, ô tô, xe máy, bảo hiểm y tế, đi viện, không cần phải coi như mang giấy tờ nhiều nữa mà cầm mỗi cái điện thoại thông minh là đủ. Nhiều các bạn trẻ hiện nay đi làm công ty, rồi các cụ già mà ví dụ như là đi ăn cỗ không có mặt nhà thì chúng tôi chủ động gọi điện thoại, hẹn giờ, thậm chí cả buổi tối chúng tôi cũng không nề hà gì về thời gian cả, đến tại gia đình để hướng dẫn cài đặt định danh điện tử cho mọi người dân.
Những ngày này, tại thị trấn Quế Châu cũng thường xuyên xuất hiện hình ảnh màu áo xanh của đoàn viên thanh niên đến từng nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử. Đoàn thanh niên thị trấn hiện đang chia thành 4 tổ, triển khai hỗ trợ người dân của 4 khu phố. Đoàn thanh niên của thị trấn đã chỉ giúp tôi làm cái mã định danh này rất là tiện. Tiện và ngay trên điện thoại của mình cũng có thể làm được, có thể kết nối được bảo hiểm y tế, rồi giấy phép lái xe, nhiều cái tiện dụng hơn. Nếu như không có sự nhiệt tình của các bạn đấy thì đúng thật là tôi cũng chưa có thời gian để cập nhật. Đây cũng là cái quyền lợi của người dân mà đề án 06 mang đến. Chúng tôi hy vọng rằng đâu cần thanh niên thì chúng tôi sẽ trực tiếp đến hỗ trợ các chi đoàn, cũng như từ cá nhân các thành viên ban thường vụ đến ban chấp hành đoàn, chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền và đến tận nhà dân để hỗ trợ cài cho người dân với tinh thần quyết tâm cao nhất để làm sao cho cái công tác đề án 06 được tuyên truyền rộng rãi và sát thực đến với người dân nhiều nhất, làm sao đạt cái tỷ lệ người dân cài mã định danh được cao nhất. Hiện nay, huyện Quế Châu đã hoàn thành công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân có mặt tại địa phương, đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 64.000 công dân, đạt gần 40%. Sự tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên chung tay vào cuộc cùng hệ thống chính trị tại địa phương sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án 06 trên địa bàn huyện. Những ngày nắng nóng, nhiều người dân tìm tới các sông hồ, ao đầm để tắm, bơi lội. Tuy nhiên, vừa qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra những vụ tử vong đầy thương tâm do đuối nước, sốc nhiệt khi tắm. Câu chuyện trẻ em tử vong liên quan đến sông nước luôn được nhắc tới mỗi dịp hè đến khi học sinh được nghỉ học. Xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử vừa khánh thành ao bơi trị giá trên 1 tỷ đồng trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã. Nhưng thật xót xa, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động, một học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Minh Hoàng đã tử vong tại đây. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân bị cảm, sốc nhiệt khi xuống tắm, khi ao bơi này chỉ sâu khoảng 1,2 mét. Hoảng hốt, em tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người, cả gia đình em cảm thấy buồn và xót xa cho bạn. Và em mong muốn là nhà trường sẽ có những hoạt động ngoài trời để phòng tránh đuối nước. Mới đây, tại khu vực gần bến phà Yên Lệnh cũ trên sông Hồng ở thành phố Hưng Yên xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 7 tử vong. Tuy vậy, vào các buổi chiều vẫn còn nhiều người đủ mọi lứa tuổi ra khu vực này tắm. Dù Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai đã treo biển cảnh báo bơi lội tại đây. Ở đây là tôi chứng kiến cũng mấy lần mà cũng dìu các cháu rồi, cũng cứu vớt được mấy cháu khi mà coi như các cháu toàn những chỉ là thích theo cảm nhận thôi, chứ thực tế là cũng có cháu thì biết bơi nhưng mà cũng không biết luồng lạch, mà không có cái sự hỗ trợ, ví dụ như là phải có phao bơi này hoặc là phải có can bơi để cho cái độ nổi ở dưới nước. Ngay từ đầu hè, nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên mở lớp dạy bơi cho trẻ em. Lớp học không chỉ giúp các em tăng cường sức khỏe mà đặc biệt cung cấp những kỹ năng quan trọng khi xuống nước, từ đó giảm thiểu những tai nạn đuối nước thương tâm. Làm một giáo viên dạy bơi thì tôi khuyến cáo các phụ huynh là không nên cho các bạn nhỏ đi bơi ở các vùng sông suối và ao hồ, tại vì những khu vực đấy là thường rất nguy hiểm với các bạn nhỏ để phòng chống những tai nạn đuối nước thương tâm. Thì trước khi chúng ta xuống bể, lên dặn các bạn nhỏ phải khởi động thật kỹ các bài tập đơn giản như là khởi động bả vai, khởi động cổ tay, cổ chân để tránh bị chuột rút. Khi trời nắng nóng, chúng ta nên bảo các bạn nhỏ phải tắm tráng trước để tránh xuống bể bị sốc nhiệt. Hiện nay, học sinh đang bắt đầu nghỉ hè nên cần phải có sự tăng cường phối hợp trong quản lý giữa nhà trường, địa phương và gia đình để tránh những vụ tử vong thương tâm do đuối nước gây ra. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023, sáng nay, tại trường tiểu học Minh Tiến, huyện Phù Cử, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức truyền thông về phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh. Tại buổi truyền thông, gần 490 học sinh trường tiểu học Minh Tiến đã được phổ biến về cách phòng chống các tai nạn thương tích dễ xảy ra với các em, nhất là trong dịp nghỉ hè như điện giật, đuối nước, tai nạn khi vui chơi dưới lòng lề đường và tai nạn do leo trèo.
hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023 và chương trình dinh dưỡng cho em. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên phối hợp với công ty cổ phần dinh dưỡng Nutifood và nhà thuốc Nhất Xuân tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm tặng thuốc mổ và sữa cho học sinh toàn trường với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Mời quý vị tiếp tục chương trình thời sự với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sau hơn một thập kỷ bị cô lập, Syria, quốc gia Trung Đông bị tàn phá bởi nội chiến, đã được đón nhận trở lại thế giới Ả Rập. Syria được đánh giá là đang tái hòa nhập rất nhanh chóng và trỗi dậy mạnh mẽ trong thế giới Ả Rập, khẳng định vị thế của mình trong khu vực. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad đã tới Ả Rập Xê Út để dự hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, tham gia hàng loạt các phiên họp với lãnh đạo khác trong khu vực, dấu hiệu cho thấy ông được chào đón trở lại với nền chính trị Trung Đông sau một thập kỷ bị cô lập. Kể từ năm 2011, khi xung đột vũ trang bùng lên ở Syria giữa chính phủ và phe đối lập, một loạt các cường quốc vùng vịnh đã quay lưng với Tổng thống Assad và bơm nguồn lực vũ khí cho phe đối lập để tìm cách lật đổ chính quyền của ông. Nhưng hơn một thập kỷ sau, Tổng thống Assad vẫn kiểm soát phần lớn đất nước, trong khi lực lượng nổi dậy Syria dần bị khuất phục hoặc phân tán. Thực tế này khiến Liên đoàn Ả Rập đã suy nghĩ lại theo một cách thực dụng nhất về vai trò, vị thế của Damascus, dẫn tới quyết định tái kết nạp Syria, một động thái được cho là chiến thắng dành cho Tổng thống Assad sau cuộc nội chiến khiến nửa triệu người thiệt mạng kể từ năm 2011. Chúng tôi không cho phép vùng đất của chúng tôi trở thành nền tảng cho các cuộc xung đột, vốn đã làm tê liệt sự phát triển của các quốc gia trong khu vực. Hôm nay thật vui khi Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad có mặt ở đây với tư cách thành viên của Liên đoàn Ả Rập. Các thành viên của Liên đoàn đã ra quyết định cho phép Syria tham gia các cuộc họp. Hy vọng điều này sẽ giúp đem lại hòa bình và an ninh cho Syria và góp phần vào sự ổn định chung của cả khu vực. Sự xuất hiện của Tổng thống Assad một lần nữa khẳng định Syria là trụ cột đối với sự ổn định trong khu vực Trung Đông nhiều bất ổn. Thế giới Ả Rập cũng nhận ra rằng vấn đề của Syria là vấn đề của cả khu vực, nơi nhiều năm đã rơi vào tình trạng lục đục vì phân cực địa chính trị, chiến tranh và bất ổn xã hội. Chúng ta tổ chức hội nghị này trong bối cảnh toàn cầu thiếu ổn định, nhưng Syria vẫn ở trung tâm của thế giới Ả Rập. Thông qua việc tham gia hội nghị thượng đỉnh này, chúng tôi hy vọng sẽ mở đường cho hành trình mới vì một thế giới Ả Rập hòa bình và thịnh vượng thay vì hủy diệt và chiến tranh. Giới chức Mỹ và các nhà ngoại giao phương Tây đang tỏ ra cảnh giác trước đà gia tăng ảnh hưởng của Syria trên chính trường khu vực. Dù vậy, hiện tại, quá trình trỗi dậy của Syria diễn ra rất nhanh chóng. Các quốc gia Ả Rập thúc đẩy hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Syria khi họ đánh giá rằng Mỹ không muốn ủng hộ, nhưng cũng sẽ không làm điều gì để ngăn cản tiến trình này. Tòa án Manhattan, New York, Mỹ thông báo phiên tòa xét xử hình sự cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm sau, thời điểm chiến dịch tái tranh cử của ông bước vào giai đoạn quan trọng. Theo tòa án, ông Trump bị truy tố 34 tội danh liên quan đến việc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu những khoản tiền bịt miệng, ngăn các thông tin tiêu cực về ông trong thời gian vận động tranh cử năm 2016. Thẩm phán tòa án cũng đọc lệnh về những gì ông Trump có thể và không thể nói công khai về trường hợp của mình, cũng như các chứng cứ mà đội ngũ pháp lý của ông Trump sẽ nhận được từ các công tố viên để chuẩn bị cho phiên xét xử. Sau thông báo của tòa án, ông Trump đã chia sẻ lên mạng xã hội rằng quyền tự do ngôn luận của ông cần được đảm bảo. Ông cũng bình luận việc ấn định ngày xét xử vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, ngay giai đoạn cao điểm của mùa bầu cử sơ bộ, là can thiệp bầu cử. Chính phủ Pháp thông báo lệnh cấm các chuyến bay nội địa ngắn của Pháp chính thức có hiệu lực. Lệnh cấm nhằm mục tiêu giảm lượng khí thải nhà kính từ ngành hàng không. Theo chính phủ Pháp, lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới các chuyến bay có hành trình tương đương 2 tiếng rưỡi đi bằng tàu hỏa. Do đó, hầu hết các chuyến bay qua lại giữa thủ đô Paris và các khu vực khác như Nantes, Lyon và Bordeaux sẽ bị loại bỏ. Các chuyến bay nối tuyến không bị ảnh hưởng. Luật mới cũng quy định rằng các dịch vụ đường sắt phải thường xuyên và kịp thời để đáp ứng nhu cầu của hành khách cũng như số lượng gia tăng trong thời gian tới. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pháp cho rằng đây là một bước tiến lớn, là bước đi thiết yếu và là biểu tượng mạnh mẽ trong chính sách giảm phát thải khí nhà kính. Ireland vừa ban hành luật yêu cầu dán nhãn sức khỏe với đồ uống có cồn, trở thành quốc gia đầu tiên có quy định này.
Bộ trưởng Y tế Ireland đã ký luật ban hành vào ngày 22 tháng 5. Việc bắt buộc dán nhãn sức khỏe với đồ uống có cồn là để cảnh báo người dùng về hàm lượng calo, nồng độ cồn và nguy cơ ung thư, cũng như nguy cơ về các bệnh lý về gan, cũng như các tác động tiêu cực của rượu đối với phụ nữ mang thai. Đồ uống có cồn được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1, có thể gây ra ít nhất 7 loại ung thư. Các nhà cung cấp đồ uống có cồn sẽ buộc phải hiển thị thông tin và cảnh báo trên bao bì sản phẩm, đồng thời hướng người tiêu dùng đến website của cơ quan quản lý dịch vụ y tế Ireland để biết thêm thông tin về việc tiêu thụ rượu. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2026 để các doanh nghiệp có thời gian thích ứng với chính sách dán nhãn bắt buộc. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.